Xin lỗi cho mình quảng cáo 30 giây nhé. Mời các bạn tham gia các cái khóa học tự động hóa của bên mình bằng cách vào trang web hoctudonghoa.com. Khi mà vào trang web ấy, thì chúng ta sẽ vào mục khóa học. Và ở đây thì có tất cả các cái khóa học tự động hóa về PLC, về SCADA cho các bạn tham khảo. Và hy vọng các bạn có thể đăng ký các cái khóa học này. Chi phí khóa học cũng không cao lắm. Cảm ơn các bạn. Trước hết thì chúng ta sẽ tạo các cái symbol như thế này nhé. Sau đó chúng ta sẽ lập trình PLC S7300 theo cái các cái network như thế này. Chúng ta sẽ lấy một cái timer để mà làm gì? Để mà đếm lặp lại cái thời gian thôi. Chúng ta sẽ làm như thế này. Đây là T0, mình đã đặt tên ở trên tag rồi. Và cái thời gian chúng ta sẽ phải đặt lại S5T nhé, S5T thăng 1 giây, tức là 1 giây nó tác động 1 lần. Đây là M0.3 là bit tác động tầng bộ đếm counter. Cái này thì 1 giây nó lặp lại 1 lần. M0.2 chứ. Tiếp theo chúng ta sẽ thêm một cái network mới. Cái network 1 chúng ta sẽ đặt tên cho đó chính là tạo cái thời gian lặp lại với thời gian là T0 là 1 giây. Không phải xuống mà là tức là cái bộ đếm tăng giảm theo cái nút nhấn mà chúng ta đã cài đặt. Ví dụ như tiến thì chúng ta tăng mà lùi thì chúng ta giảm cái bộ đếm đi. Chúng ta sử dụng cái hàm gọi là hàm counter. Cái bộ đếm counter đấy. Khi nào thì tăng, khi nào thì giảm. Chúng ta sử dụng cái C0. Không phải T0 mà C0. Khi cái nút là M0.0 tức là tiến, nút nhấn tiến đấy, thì chúng ta dùng counter cái xung đấy để mà đếm lên. Còn lùi thì chúng ta dùng xung ngược. Và chúng ta đưa giá trị ra MW10 để mà đưa sang WinGC Flexible nhé. Chúng ta sẽ thêm một cái network mới với nội dung là cái đặt thời gian giới hạn cho bộ đếm là 50 giây đi. Thì dừng, tức là đếm đến 50 giây thì chúng ta cho nó dừng lại, không cho nó dịch chuyển nữa. Vì nguyên lý ở đây là chúng ta cho dịch chuyển cái đối tượng bằng cách sử dụng cái bộ đếm ở bên PLC. GE integer tức là lớn hơn hoặc bằng integer đấy. Grid and equal đấy. Tên tiếng Anh là vậy. Thì cho nó reset. Reset cái dịch chuyển tiến lùi. Chúng ta lại thêm một cái network mới là khi quay về vị trí 0 ấy, vị trí ban đầu, tức là vị trí 0, thì chúng ta sẽ reset cái đối tượng. Không phải reset đối tượng mà lên reset bộ đếm giảm đấy. Thì cũng tương tự như reset bộ đếm tăng, thì chúng ta sử dụng cái LINTG bé hơn hoặc bằng M10.0, tức là giá trị của bộ đếm bé hơn hoặc bằng 1. Không cho nó về 0 mà là 1 đi. Tiếp tục chúng ta lại thêm một cái network nữa. Đặt tên là khi nút nhấn dừng thì ô tô dừng lại, tức là không cho nó dịch chuyển nữa. Chúng ta sử dụng cái nút reset này. Reset vừa reset tiến và vừa reset lùi luôn. Ở đây là M0.5, tức là nút nhấn dừng. Rồi cái chương trình PLC là như vậy. Chúng ta lưu lại và tải chương trình xuống nhé. Đeo cái kính lên và bật PLC lên.
chúng ta sẽ thử y0.0 thì nó bộ điểm sẽ tăng, và y0.5 thì dừng lại, nó tạm thời dừng. Ngược lại cho nút lùi là y0.1 thì nó sẽ giảm thôi. Đây thì chương trình PLC là như vậy. Chúng ta qua WinGC Flexible, mở cái WinGC Flexible lên và chúng ta sẽ thêm tag cho WinGC Flexible là như thế này: tiến, lùi, dừng và xe, vị trí xe đấy. Ba cái nút nhấn và một cái bộ đếm, và thời gian cập nhật là 100 mili giây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thêm các cái đối tượng và tạo cái nút nhấn trước, bao gồm ba cái nút nhấn là tiến, lùi và dừng. Cái nút nhấn này gọi là nút nhấn tiến này. Chúng ta đổi tên cho các cái nút nhấn như sau. Vậy tiếp tục chúng ta sẽ thêm một symbol library. Chúng ta thêm một cái xe đi, car đi, như thế này. Chọn cái vehicle và chọn cái một cái xe bất kỳ đi nhé. Chọn một cái xe bất kỳ nào đó. Và mình chọn cái xe này đi, xe đẩy hàng. Cái này là xe đẩy hàng nhé. Thực chất thì cái gì cũng được, chúng ta chỉ cần gán cái bit là nó tác là nó chạy. Cái nút tiến thì event, khi mà press thì set bit, bit này là tiến đấy. Và lùi thì lại press thì lại set bit lùi, set bit lùi, đúng không nào? Đấy. Và nút dừng thì lại set bit dừng. Và ngược lại, khi mà release thì chúng ta reset cái bit đó đi. Ở đây nút nhấn mà, tức là khi nhấn vào thì lên 1 và thả tay ra thì nó về 0. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gán thuộc tính cho cái xe bằng cách là vào animation, chọn horizontal movement, tức là di chuyển theo chiều trục hoành, di chuyển ngang đấy. Và giá trị là từ 0 cho đến từ 1. Không phải từ 0 mà từ 1 cho đến 10 thôi nhé. Vị trí thì chúng ta có thể thay đổi như thế này. Vào đây thì mà thay đổi này, X position. Tiếp tục gắn tag nút tiến thì cho giá trị khi mà lên 1 thì chúng ta cho nó là cho cái màu là thành màu xanh này. Tương tự cho nút nhấn lùi cũng vậy. Chúng ta chọn bit và chọn lên 1 thì cho nó màu xanh, màu vàng. Và nút dừng thì chúng ta cũng vậy, nút dừng thì cũng không cần cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhé. Ở đây là 500 mili giây, 100 mili giây cho cập nhật giá trị một lần, bao nhiêu cũng được. 10 tức là 1 giây đấy. Chúng ta sẽ tiến hành mô phỏng xem nhé. Rồi chúng ta nhấn nút tiến thì xe di chuyển về phía bên trái, đúng không nào? Dừng thì xe dừng lại, tiến, lùi thì nó lại lùi lại. Đấy, như vậy là chúng ta đã gán được tag và lập trình được cái bài toán này như thế này rồi. Tiến và lùi thì chúng ta, cái xe nó di chuyển theo cái bộ đếm. Vậy thì bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây thôi nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ đăng ký kênh để xem các cái video training về tự động hóa hay hơn. Cảm ơn các bạn. Xin chào.